Tiền Giang là tỉnh được khắp miền Nam giới tới bởi nơi đây có vú sữa lò rèn nổi tiếng. Tiền Giang cũng là tỉnh đầu tiên có những lô hàng vú sữa xuất khẩu sang Mỹ năm 2017, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên và duy nhất đến đây xuất khẩu trái vú sữa. Tuy nhiên, trong thời gian qua, diện tích cây vú sữa ở Tiền Giang đã giảm mạnh từ gần 3.000 hecta xuống chỉ còn khoảng 350 hecta. Diện tích vú sữa giảm cho nhiều nguyên nhân, trong đó có tình trạng rùi đục trái gây thiệt hại lớn cho nhiều vườn, một kết quả khảo sát của Viện Cây Ăn Quả Miền Nam cho thấy, năm 2018, khoảng 70% vườn vú sữa ở Tiền Giang bị ruồi đục trái gây hại. Cái rùi đục trái thường là nó xuất hiện vào những cái tháng tháng 3, tháng 4 được thì nó có đục trái vô, nhiều hơn cho nên gây cũng thiệt hại lớn cho cái nhà vườn. Thì nó chích vô rồi cái tái lớn thì nó thiệt hại hồi có cái giòi ở trong cái tái vừa chín chín phải bị là hư là mình đi bán rồi họ bỏ ra những cái trái đó. Trước tình trạng rùi đục trái gây hại cho cây vú sữa trên diện rộng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Viện Cây Ăn Quả miền Nam thực hiện đề tài quản lý tổng hợp rùi đục trái vú sữa. Tại các vườn thí điểm, chương trình áp dụng nhiều giải pháp tổng hợp, từ các giải pháp canh tác như vệ sinh vườn, tưới nước hợp lý, tới giải pháp vật lý như sử dụng bã để bẫy ruồi, bao trái, giải pháp sinh học như nhân nuôi ong ký sinh và giải pháp hóa học là lựa chọn những loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học để đảm bảo an toàn cho nông dân khi sử dụng. Sau 2 năm thực hiện thì chúng tôi ghi nhận là cái khả năng quản lý rùi độc trái trên vườn này thì đạt 90%. Về cái chất lượng của trái thì tỷ lệ mà trái đạt được loại 1 thì khoảng trên 80% và đạt được cái tiêu chuẩn xuất khẩu đi một số thị trường như thị trường Hoa Kỳ về kinh tế thì ghi nhận là nó tăng hơn so với sản xuất truyền thống từ 16 đến 20%. Quy trình này thì chúng ta có thể ứng dụng cho quản lý rùi đục trái trên nhiều cái chủng loại can trái khác nhau. Việc áp dụng các biện pháp tổng hợp đã cho kết quả khả quan, vì không chỉ giúp nhà vườn phòng trừ có hiệu quả rùi đục trái trong vườn vú sữa mà chất lượng cũng như an toàn thực phẩm của trái vú sữa cũng đã được đảm bảo, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu khi được nhân rộng tới nhiều vườn vú sữa khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng như ở đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp quản lý tổng hợp rùa đục trái trên cây vú sữa sẽ góp phần quan trọng để phát triển cây vú sữa một cách bền vững, duy trì hoạt động xuất khẩu trái vú sữa ra thị trường thế giới.